Nếu mà lâu ngày không quan hệ thì cái vấn đề tâm lý của mình, mẹ tôi mà như ông thì mẹ tôi cáu bẩn, tôi nói chung là rất là khó chịu, rất là bất dứt, đúng không? Em ơi, 6 tháng đâu không, lẽ ông có giải quyết bằng tự xử không? Anh ơi, em 6 tháng nay 6 tháng không quan hệ rồi thì có làm sao này? Lâu quá, tức là sao, đi học hay là làm sao, đi làm à? Đi làm xa. Xa vợ đúng không? Thế bây giờ cảm thấy nào? Thấy rất khó chịu đúng không? Cái vấn đề mà gì, lâu ngày quá không quan hệ ấy, thì rất nhiều những cái vấn đề, tức là gì, có những ông nói rằng là lâu ngày không quan hệ thì không sao cả, nhưng cái này không có đúng, không có sai, nhưng mà về mặt yếu tố, về mặt sinh tâm sinh lý thì lâu ngày chúng ta không quan hệ quá thì nó ảnh hưởng rất nhiều này. Cái việc như là anh em mình lâu ngày không quan hệ quá thì nó khó đạt được cái trạng thái thăng hoa, trạng thái đỉnh điểm khi mà chúng ta sinh hoạt thực sự. Bởi vì sao? Cái nồng độ testosterone nó bị suy giảm, cái kỹ năng các loại thứ của chúng ta lâu ngày chúng ta không sinh hoạt quá thì nó không thể đạt được cái trạng thái thăng hoa khi chúng ta quan hệ thực sự. Và cái thứ hai nữa là gì, khi mà chúng ta quan hệ thực sự nó giống như một cái bài tập gym cho vùng dương vật ấy. Nhiều ông hỏi nhỉ, nhiều ông cứ hỏi tôi là kích thước dương vật thì làm nào để tăng kích thước dương vật, có loại thuốc bôi, có loại thuốc xịt, có nào không? Cái việc quan hệ đều đặn, cái việc mà gì, có thể là gì, thủ dâm đều đặn, tức là gì, giống như kiểu mà anh em mình tập gym ấy, em tập vận động thể thao nhiều thì cơ tay nó to đúng không? Thì cái việc mà khi mà chúng ta sinh hoạt một cách đều đặn, tần suất đều đặn, hoặc là gì, thậm chí là thủ dâm đều đặn đấy, thì khi mà làm như vậy thì có thể kích thước dương vật nó to lên, đạt được cái trạng thái khoái cảm thăng hoa hơn do cái testosterone nó tiết đều đặn. Và cái thứ hai là nếu mà lâu ngày không quan hệ thì cái vấn đề tâm lý của mình, mẹ tôi mà như ông thì mẹ tôi cáu bẩn, tôi nói chung là rất là khó chịu, rất là bất dứt, đúng không? Em ơi, 6 tháng đâu không, lẽ ông có giải quyết bằng tự xử không? Ít khi đúng không? Cái đấy là cái vấn đề, tức là một có thể là gì, mình do cái điều kiện mình đi học, mình đi làm xa vợ thì đôi khi một tuần mình cũng phải tự xử 1-2 lần. Tự xử thôi nhá, chứ tôi không nói ông đi ra ngoài ông thế nói kia đúng không, thì đấy là nhiều các cái vấn đề mặt xã hội. Nhưng mà cái vấn đề mình đang nói ở đây là nếu mà mình lâu ngày mình không quan hệ thì nó ảnh hưởng đến cái nội tiết này, ảnh hưởng đến cái vấn đề tâm lý của chúng ta. Và cái thứ hai, nó có một cái yếu tố là cái chất lượng tinh trùng ấy, tinh trùng cứ sau 72-90 ngày nó tái tạo một lớp mới, nhưng mà cứ 5-7 ngày thì nó sẽ mọc lên một cái lớp tinh trùng mới. Vì vậy nên nếu mà mình lâu ngày mình không xuất ra thì tinh trùng nó sẽ bị vón cục, nó sẽ bị chết theo chu trình của nó, nên cái chất lượng tinh trùng nó sẽ bị giảm nhiều. Nên là rất nhiều ông khi mà đến phòng khám tôi khám về vấn đề sinh sản, nên tôi bảo là gì, phải kiêng quan hệ từ 2-5 ngày, còn nếu mà trên 1 tuần thì tinh trùng đến khám nó bị chết hết, nó chết theo chu trình, anh em mình đúng không? Vì vậy nên nó ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý, ảnh hưởng đến khả năng thăng hoa khi mà chúng ta quan hệ thực sự. Nên cái việc chúng ta duy trì đều đặn thì nó rất nhiều các lợi ích về tâm lý. Còn rất nhiều ông nói rằng gì, thế bây giờ mẹ ông nói như thế thì ông nhà sư thì sao, cha xứ thì sao, đúng không? Vậy thì các cái vấn đề như vậy là người ta đang dùng gì, có thể các cái vấn đề đấy là những người rất đặc biệt, còn mình đang nói là anh em mình là những người hoàn toàn bình thường, đúng không? Thì cái chức năng sinh dục nó giống như kiểu chúng ta ăn hàng ngày, chúng ta uống hàng ngày, chúng ta mặc hàng ngày thôi. Thì cái việc đều đặn như vậy nó giúp cho chúng ta giải tỏa căng thẳng, giải cả stress, nó duy trì những cái hoạt động hàng ngày chúng ta. Còn ví như mình nói về đến các nhà sư thì các vị thiền giả, nó tóm lại thì họ có những cái người gọi là không bình thường rồi, tức là họ dùng ý chí của họ để họ kiểm soát rồi, họ dùng cái tâm tính của họ để họ kiểm soát thì nó khác cho anh em mình, đúng không? Còn bây giờ cứ nhìn mình, bây giờ mình lâu ngày mình không quan hệ, mình bứt rứt, mình khó chịu, rồi nó ảnh hưởng cái việc chức năng sinh sản của mình rất là nhiều. Đấy. Ok, thế là mình cứ vậy thì xa thì xa, nhưng mà thi thoảng một là gì, cố gắng là sắp xếp về thăm người yêu, thăm vợ con, đúng không? Một tháng 1-2 lần cũng được. Hoặc cái thứ hai nữa là mình phải tìm cách nào đấy để mình giải tỏa vấn đề tâm lý, đúng không? Là xin phép về gặp vợ luôn. Về gặp vợ luôn nhá, về luôn nhá. Ok.